Xin chào quý vị khán giả và các bạn của kênh YouTube diễn giả Phan Đăng. Thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói về một chủ đề. Đó là có những lúc đó, ta tự rước họa vào thân ta. Không phải vì ai đó làm những cái điều đau khổ gì cho ta đâu. Mà bởi vì trong ta nuôi dưỡng những kiểu niềm tin phi lý. Niềm tin phi lý là những niềm tin nó không có logic. Là những niềm tin nó thường đi theo một xu hướng là tuyệt đối hóa mọi thứ. Và nó là một niềm tin không có cơ sở. Nhưng mà ta không nhận thức được là nó không logic, không có cơ sở. Mà ta lại cứ tin rằng nó là đúng. Và vì vậy, chính những kiểu niềm tin phi lý đó đã đẩy đời ta vào đau khổ. Tức là đó, ta tự nuôi dưỡng những niềm tin phi lý, rồi ta tự nuôi dưỡng con quái vật đau khổ ở trong mình. Không có ai làm gì ta cả, nhưng tự ta đau khổ. Thì trong tâm lý học, ở trường phái tâm bệnh học đó, các nhà tâm lý có nói với chúng ta về bốn kiểu niềm tin phi lý. Và hôm nay thì tôi xin được giới thiệu bốn kiểu niềm tin phi lý này để quý vị tham khảo. Nếu như quý vị thấy rằng là đâu đó có mình ở một trong bốn kiểu niềm tin phi lý này, thì biết đâu quý vị sẽ gỡ được một nút thắt. Thì đấy là cái mong muốn của tôi trong video clip ngày hôm nay. Thế thì cái kiểu niềm tin phi lý thứ nhất đó là kiểu niềm tin phi lý đòi hỏi khắt khe. Đòi hỏi khắt khe là gì? Là ta cứ nhất nhất đòi hỏi mọi việc phải đi theo một hướng nhất định, phải đi theo ý của ta. Và nó chệch cái hướng nhất định đó, nó chệch cái ý ta đó, là lập tức ta sụp đổ luôn. Và cái diễn ngôn cho cái kiểu niềm tin phi lý này, nó thường gắn với những từ là phải, phải thế nọ, phải thế kia. Hoặc là nó thường bắt đầu bằng từ cần, là cần phải thế nọ, cần phải thế kia. Ví dụ, tôi lấy ví dụ này. Tôi hay đi làm diễn giả để mà chia sẻ với mọi người. Khi mà tôi chia sẻ đó, mà tôi mang trong đầu một cái ý nghĩ rằng hàng trăm người ngồi ở dưới, tất cả đều phải hiểu cái điều tôi nói. Tất cả đều phải yêu thích cái điều tôi nói. Tất cả đều phải lắng nghe cái điều tôi nói. Thì đấy là một kiểu niềm tin phi lý. Bởi vì dù cho tôi có nói hay đến đâu, nói đúng đến đâu, nói hợp tình hợp lý đến đâu, thì vẫn sẽ có những người họ không nghe, họ không thích, họ không hiểu. Đấy là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu không nhận thức được điều này, lúc nào cũng đòi một sự hoàn hảo, phải, cần, thì đây chính là một kiểu niềm tin phi lý. Bởi vì cuộc sống không bao giờ nó vận hành theo những cái phải của bạn đâu. Những cái cần của bạn đâu. Mà bạn ép đời sống nó phải theo bạn theo cách đó, thì bạn chỉ có đau khổ thôi. Có những người buồn cười lắm. Họ luôn luôn đi dò những cái nhận xét của người khác về mình. Tức là lúc nào họ cũng như bắt một cái anten ra bên ngoài đó, để mà xem là người ta nói gì về mình. Và họ luôn luôn mang một ý nghĩ rằng là người ta phải yêu mình, người ta phải quý trọng mình, người ta phải tôn trọng mình. Và chỉ thấy một biểu hiện của ai đó mách lại là chị ơi chị, cái người đấy người ta nói xấu chị đấy, là tự nhiên một cái cơn bức xúc trong lòng cái người đó trào lên. Người ta nói xấu là chuyện bình thường. Bạn có sống tốt đến mấy, tử tế đến mấy, cũng vẫn sẽ có những người không thích bạn. Đức Phật còn bị nói xấu cơ mà. Đức Phật còn bị vu oan cơ mà. Đức Phật còn bị những cái tín đồ của tôn giáo khác họ tấn công. Họ còn vu cho ngài là làm một cô gái có chửa cơ mà. Cho nên á, nếu bạn bắt tất cả mọi người đều phải tôn trọng bạn, đều phải yêu quý bạn,
Và lúc nào bạn cũng bắt một cái anten để đi dò xem là người khác nghĩ gì về mình. Thì đấy là lúc mà niềm tin phi lý sẽ găm vào bạn một chất liệu đau khổ đấy. Thì đây là một cái điều mà các nhà tâm lý học đặc biệt nhấn mạnh. Cái kiểu niềm tin phi lý thứ hai đó là một cái kiểu niềm tin nó liên quan đến việc phóng đại, tiêu cực hóa mọi thứ về bản thân, về người khác, về thế giới, về các sự vật hiện tượng. Cái gì cũng phóng đại lên. Chuyện bé xé ra to. Thậm chí chuyện bé như con kiến thổi to bằng trái đất. Chỉ một người người ta nói xấu mình thôi, thế là cả một cái cơn bức xúc bốc lên và nghĩ rằng như thế là mình mất giá trị. Đây là một kiểu niềm tin phóng đại. Không, một người nói xấu bạn không có nghĩa là bạn mất giá trị. Làm sao chỉ vì một hai người nói xấu bạn mà bạn lại nghĩ là bạn mất giá trị? Thì hóa ra giá trị của bạn nằm ở miệng của người khác à? Đó, hay là ví dụ như là các bạn sinh viên chẳng hạn, khi mà phải bảo vệ các cái luận án tốt nghiệp, cử nhân lần đầu tiên trình bày trước hội đồng và thấy rằng là hội đồng á ít nghe mình hoặc là không nghe mình, thì bắt đầu các bạn phóng đại lên. Thôi chết rồi, mình trượt rồi. Thôi chết rồi, mình hỏng rồi. Thôi chết rồi, thế này là mình vô giá trị rồi. Không phải thế. Không phải thế. Bạn đang phóng đại đấy. Mà cái não này, nó rất hay phóng đại những điều tiêu cực. Nó rất hay phóng đại những điều mà mình đã bị một định kiến. Ví dụ, mình định kiến là cái người kia, người ta xấu tính. Người ta hay nói xấu. Thế là chỉ cần nhìn thấy người ta thôi, bắt đầu phóng đại về những nguy cơ người ta hay nói xấu mình. Hay là chỉ cần nghe ai đó nói lờ mờ về cái người đó, là lập tức não mình nghĩ ngay đến chuyện là nói xấu mình đến nơi đây. Trong khi có thể người ta chả nói xấu gì mình, người ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, nhưng mà mình bị phóng đại lên như thế. Đây là một cạm bẫy của não đó, một cạm bẫy của tư duy. Cho nên cái kiểu niềm tin thảm họa hóa là một cái kiểu niềm tin mà hết sức là đáng chú ý. Cái kiểu niềm tin phi lý thứ ba đó là cái kiểu niềm tin không dung nạp được sự thất vọng. Tức là gì? Tức là không chịu đựng được mức độ thất vọng cần thiết để đạt được mục tiêu. Trong quá trình tiến đến đạt mục tiêu đó, chắc chắn sẽ có những lúc bạn phải chịu những cái thất vọng. Bởi vì không ai có thể làm đúng từ đầu đến cuối được đâu. Kiểu gì cũng sẽ có những các cái trục trặc nào đó. Mà ngay cả khi ta chưa có trục trặc, nhưng người khác nhìn tiêu cực về ta, mà ta lại không tiêu hóa được cái sự thất vọng đó nữa, ta rất dễ hỏng toàn bộ đại cuộc. Đó. Tôi xin lấy một cái ví dụ về cái việc là không dung nạp được cái sự thất vọng. Ví dụ như là có người làm ở cơ quan đó, và nói rằng là nhiều người trong phòng không tôn trọng mình, không tôn trọng mình, và mình không chịu được. Thì đây là một điều rất là vô lý. Là điều rất là vô lý. Ở trong cái logic thuần túy đó, thì người ta sẽ nói là thế bạn như thế nào mà đông người người ta mới không tôn trọng bạn chứ. Nhưng mà tôi tạm thời gạt cái chuyện đó ra. Tôi chỉ đang nói về việc là bạn ứng xử với cái hiện tượng đó như thế nào. Người ta không tôn trọng bạn chưa chắc đã là do bạn xấu. Người ta không tôn trọng bạn chưa chắc đã là do bạn kém giá trị. Bởi vì tôi đã nói rồi, có những cái người mà rất có giá trị, làm được rất nhiều việc tốt, nhưng vẫn bị một số người xấu họ không tôn trọng. Thế cho nên tại sao chỉ vì không tôn trọng mình mà mình lại coi là mình vô giá trị? Chỉ vì không tôn trọng mình mà mình lại đi sụp đổ? Không phải. Nếu như mình thật sự tin vào mình biết những phẩm cách cốt lõi của mình biết những điều mình làm đó, vì cái gì, để làm gì, có chính đạo hay không,
Và nếu mình trả lời được là có, thì những các cái tác động kia nó không đến mức kinh khủng như vậy đâu. Hay là tôi xin lấy một cái ví dụ nữa về cái việc là không dung nạp được sự thất vọng này. Ngày xưa chúng tôi đi học, thì có cái bạn ấy lúc nào bạn ấy cũng thích đứng đầu lớp. Thì hôm ấy bạn ấy được 9 điểm. Mà 9 điểm là cao đó, cũng xin mở ngoặc với cả các em học sinh, các bạn sinh viên nếu như các bạn đang xem chương trình này. Là thời của chúng tôi là không có bạt ngàn điểm, 9 điểm 10 như bây giờ. Cho nên bạn ấy được 9 điểm là rất cao. Và khi cô giáo đọc điểm là bạn ấy 9 điểm, thì bạn ấy sướng lắm. Bạn ấy không giấu được cái hạnh phúc ra bên ngoài. Nhưng sau đó đọc đến điểm một bạn là 10 điểm, thì tự nhiên cái bạn kia bạn sụp đổ luôn. Như vậy là bạn ấy không dung nạp được sự thất vọng. Bạn ấy 9 điểm, nhưng nếu như cả lớp mà không có ai 9 điểm, thì bạn ấy sẽ rất vui. Nhưng bạn ấy 9 điểm mà cả lớp chỉ cần có một người 10 điểm thôi, là bạn ấy không chịu được. Đó. Hoặc là ví dụ này, bạn ấy 6 điểm, nhưng mà cả lớp đều từ 5 điểm trở xuống, thì có thể bạn ấy vẫn vui. Đó. Cho nên vấn đề của bạn ấy hình như không phải là đạt được bao nhiêu điểm, mà là mình có đứng đầu được lớp không. Cho nên là chỉ một lần mà không đứng đầu được, thì mặt bạn ấy chúng tôi nhìn, tôi vẫn nhớ mãi cái hình ảnh đó, là rất là thất vọng, rất là buồn bực và rất là bức xúc. Tất nhiên vì hồi đấy chúng tôi cũng chỉ là trẻ con thôi, chứ nếu như vào đời đó, những cái người mà cái kiểu như vậy là sau bức xúc là sẽ sinh ra đố kỵ, mà sau đố kỵ rất nhiều sẽ sinh ra những âm mưu hại người. Mà khi trong đầu mình nảy ra sự đố kỵ, nảy ra âm mưu hại người, là đầu mình chết trước rồi. Là cái não mình tự làm não mình nó tổn thương rồi. Thế cho nên á, ta phải học cách đối diện với sự thất vọng. Ta phải học cách chấp nhận sự thất vọng. Thế mới là cuộc đời chứ. Thì đó là một cái kiểu niềm tin mà rất phi lý. Và cái kiểu niềm tin thứ tư cũng là một kiểu niềm tin phi lý. Đó là xếp hạng giá trị bản thân và người khác. Hơi một tí là xếp hạng giá trị. Hơi một tí là xếp hạng giá trị. Ví dụ, nói mà ít người nghe trong một hội thảo, lập tức xếp hạng mình là một người tẻ nhạt rồi. Không, có thể mình nói hôm nay ở cái chỗ đấy với cái đối tượng khán giả đấy, họ chưa hợp. Nhưng biết đâu ở một chỗ khác với đối tượng khán giả khác họ sẽ hợp thì sao? Làm sao có chuyện chỉ vì một cái cuộc nói như vậy mà lập tức xếp hạng mình là tẻ nhạt? Đó. Hay là ở một cái chiều ngược lại, cũng mới chỉ nghe ai đó nói, nó réo rắt, nó du dương, nó hấp dẫn, nó vui tai có một lần thôi, lập tức xếp hạng đẳng cấp người ta ngay. Đây là một đẳng cấp rất là tuyệt vời. Vội vàng quá. Một lần làm sao mà xếp hạng vội được. Đó. Thêm một ví dụ khác, cái này thì nhiều trên Facebook này. Tôi có một cái anh bạn, mà bây giờ tôi cũng phải hạn chế để cho cái Facebook của anh nó hiện lên, là anh ấy toàn đi xếp hạng giá trị. Cứ ai mà nói khác anh ấy thì anh ấy xếp hạng đấy là đồ điên. Cứ ai mà nói khác của anh ấy là anh ấy xếp hạng đấy là đồ dở hơi. Đó. Anh ấy rất là độc đoán, anh ấy rất là cực đoan, và anh ấy bắt mọi người là phải nghĩ theo cách nghĩ của anh ấy, và mọi người phải tin theo cái niềm tin của anh ấy. Anh ấy đã nói là đúng. Như vậy cái bệnh này là cái loại một, đúng không ạ? Là cái loại niềm tin phi lý đòi hỏi khắt khe đó. Và cũng chính từ cái niềm tin phi lý đòi hỏi khắt khe, nó sinh ra cái loại số 4 là xếp hạng giá trị. Vì mình bắt người ta phải nghe theo mình, nhưng người ta không nghe theo mình, hoặc chưa nghe theo mình, thì lập tức viết Facebook tấn công cá nhân người ta, là đồ điên, đồ dở hơi, phải đi trị liệu về bệnh thần kinh. Anh ấy còn viết trên Facebook hẳn như thế. Rất là khắc nghiệt, rất là cực đoan, và toàn đi xếp hạng giá trị thôi. Thì nhìn ở góc độ tâm lý học, tôi hiểu là thật ra anh ấy gặp những vấn đề về tâm lý. Cho nên đằng sau những cái đó, tôi thì rất là đồng cảm.
Nhưng sẽ có những người họ không đồng cảm được đâu. Họ không chịu được đâu. Và chơi với anh ấy một thời gian đó, là người ta sẽ xa dần. Cái người nào mà người ta tế nhị đó, thì người ta xa một cách nó từ tốn. Còn người nào người ta thẳng thắn đó, là người ta cắt dẹt một cái. Phũ luôn là người ta không chơi. Bởi vì tại sao tôi phải chơi với một người mà người đấy luôn luôn bắt mọi người khác phải nghĩ như mình? Tại sao tôi phải chơi với một người mà người đấy luôn luôn hơi một tí là đi xếp hạng giá trị của người khác? Đó, cho nên xếp hạng giá trị cũng là một cái kiểu niềm tin phi lý mà rất là đáng để chúng ta suy ngẫm đó. Hay là trong quá trình làm việc thì tôi đã từng gặp một số người đó là sau một cái khủng hoảng nào đó, ví dụ như là mất việc, hoặc là ví dụ như sau khi họ chia tay chồng, chia tay vợ, lập tức họ xếp hạng ngay: tôi là người thất bại. Không, bạn mất một công việc đâu có nghĩa bạn đã là người thất bại. Bạn chia tay một người vợ, bạn chia tay một người chồng đâu có nghĩa bạn đã là người thất bại. Đời còn dài mênh mông và còn biết bao nhiêu công việc khác đang chờ đợi bạn. Còn biết bao nhiêu mối quan hệ xã hội khác đang chờ đợi bạn. Tại sao mới chỉ chia tay một lần, một người mất một công việc mà bạn đã tự xếp hạng giá trị của bạn là người thất bại? Như vậy là bạn đang nuôi dưỡng một niềm tin phi lý. Đó, thì cái kiểu xếp hạng giá trị đó, nó nguy hiểm ở chỗ đó. Là hơi một tí là xếp hạng. Hay là ở đây tôi xin lấy thêm, vì cái kiểu niềm tin phi lý này á, nó rất nguy hiểm, cho nên tôi xin đưa ra nhiều ví dụ hơn. Trong nuôi dạy con cái, nhiều bố mẹ khi thấy con của mình hôm nay nó làm bài kiểm tra nó chưa tốt, lập tức xếp hạng: mày là đồ ngu. Nhiều bố mẹ nói với con của mình đấy: mày làm thế thì quá nhục, mày thua xa những đứa khác. Rồi có những người bảo là trong não của mày toàn bã đậu, còn lâu mới có thể lớn lên được. Bây giờ chắc là ít. Nhưng mà thế hệ tôi ngày xưa là tôi đã từng nghe một số phụ huynh nói với bạn bè tôi như vậy rồi đó. Khi tôi đến nhà những người bạn đó chơi, thời tôi còn nhỏ đó, mà những câu nói đó, mặc dù không nói tôi, nói bạn tôi thôi, mà nó còn ám ảnh trong đầu tôi đến tận bây giờ. Thì tôi hiểu là những ông bố bà mẹ đó, họ cũng không có một cái nhận thức sâu xa, cho nên họ nói là để xả cảm xúc của họ thôi. Họ xả cảm xúc của họ lúc đấy thôi. Chứ có thể trong đầu họ đó, sau này họ cũng không nghĩ như thế đâu. Đó. Nhưng mà vì họ không có kiến thức về tâm lý, họ không nghĩ rằng là họ xả cảm xúc như thế là họ đang xếp hạng giá trị con mình. Và họ xếp hạng giá trị con mình có thể làm tạo ra những ám ảnh tâm lý cho con mình. Đó. Xếp hạng đẳng cấp này, đẳng cấp kia, giá trị này, giá trị kia, hơi một tí chỉ từ một vài hành vi thôi, lập tức quy kết lên và xếp hạng. Đó. Mới gặp được người ta làm việc tốt một lần thôi và lập tức xếp hạng ngay: người này là làm cái gì cũng tuyệt vời. Mới gặp người ta làm việc dở cho mình một lần thôi, lập tức định kiến ngay: người này rồi làm cái gì cũng hỏng. Thì cái kiểu xếp hạng giá trị như vậy làm cho chính mình khổ chịu. Bởi vì cái người mà xếp hạng giá trị đó là người mà trong đầu đầy dẫy những định kiến. Mà trong đầu mà đầy dẫy những định kiến đó, thì cực kỳ đau khổ. Bởi vì họ không nhìn thấy cuộc sống như chính nó. Họ chỉ nhìn thấy người khác, thế giới và cuộc sống từ những định kiến của họ mà thôi. Thế thì tóm lại, hôm nay tôi xin chia sẻ 4 cái kiểu niềm tin phi lý. 1 là đòi hỏi quá khắt khe. 2 là thảm họa hóa các vấn đề. 3 là không dung nạp được sự thất vọng. Và 4 là xếp hạng giá trị. Quý vị thử ra soát xem mình có rơi vào một trong 4
2 trên 4, 3 trên 4 hoặc cả 4 trên 4 kiểu niềm tin này không? Nếu như vậy thì mong quý vị hãy gỡ cái nút niềm tin đó ra. Bằng cách nào? Bằng cách hãy để trước mặt hai tờ giấy trắng. Tờ giấy thứ nhất á, quý vị hãy viết là cái kiểu niềm tin đó nó đem đến cho quý vị những lợi ích nào. Đầu tiên cứ nói đến lợi ích đó, chứ bây giờ mà bảo là phản đế ngay được là khó, đúng không ạ? Bao nhiêu năm ta nuôi cái niềm tin đó rồi. Cho nên bây giờ cứ viết là cái kiểu niềm tin đấy nó mang đến cho mình lợi ích nào nếu có. Và tờ giấy thứ hai, sau khi ta viết cái lợi ích rồi thì ta viết là những kiểu niềm tin đấy mang đến cho mình những cái sự mất mát, những nỗi đau, những cái sự mà không trọn vẹn ở trong cuộc đời này như thế nào. Sau đó quý vị ghép hai tờ giấy đó vào với nhau. Rồi tự quý vị sẽ thoát ra được khỏi kiểu niềm tin phi lý. Tôi xin nhắc lại. Cái ý thứ nhất là việc mà ta ý thức là ta có không đã. Và thứ hai, nếu ta có, hãy thực hành bằng hai tờ giấy trắng đó. Và thoát dần ra đi. Chứ tôi từng quan sát một cái người đó. Họ sống nhiều năm rồi. Mấy chục năm rồi. Đó. Nhưng mà trong đầu họ đầy rẫy những niềm tin phi lý. Lúc nào cũng đòi hỏi, lúc nào cũng áp đặt. Người ta không nghe mình thì lập tức từ kiểu 1 chuyển sang kiểu 4 là xếp hạng giá trị người ta. Đó. Rồi hơi một tí là thổi phồng mọi chuyện lên. Thảm họa hóa mọi chuyện lên. Chuyện chả có gì cũng phải thổi phồng. Và cũng không chịu được sự thất vọng khi mình thua người khác, mình kém người khác. Thì cái người đấy là có 4 trên 4 kiểu niềm tin phi lý luôn. Họ thật sự phải trị liệu tâm lý đó. Nếu như có 4 trên 4 kiểu niềm tin phi lý này, mà cái điều mà tôi vừa nói đó, là tự nhận thức và viết trên hai tờ giấy trắng đó, mà không giúp người ta thay đổi được, gỡ nút được, thì họ thật sự phải tìm đến một cái chuyên gia để mà tham vấn tâm lý đó. Thậm chí là trị liệu tâm lý đó. Thì như vậy cuộc đời của họ mới bình an. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp trở lại vào những chương trình tới đây.